Chào các bạn học viên, tôi là Thiều Huy Cường, giảng viên chuyên ngành kế toán của Đại học Thủy Lợi. Rất vui được làm việc với các bạn ở khóa học kế toán máy. Khóa học kế toán máy là sự kết hợp của kiến thức lý thuyết về công tác kế toán, những kiến thức về vận dụng kế toán máy ở các doanh nghiệp và quá trình thực hành kế toán máy tại các doanh nghiệp. Thì thông qua khóa học này, các bạn sẽ nắm được cái quá trình sử dụng và vận hành hai phần mềm kế toán phổ biến hiện nay, đấy là phần mềm Pháp và phần mềm MISA trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Thông qua khóa học thì ngoài nắm được các cái kiến thức lý thuyết cũng như quá trình vận dụng các phần mềm thì các bạn sẽ có cơ hội thực hành cái quá trình lên sổ kế toán cùng với phần mềm kế toán Pháp và phần mềm kế toán MISA thông qua cái mô hình các doanh nghiệp giả định. Để chúc các bạn học tập tốt. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.